Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Sửa chữa Laptop 24h.com. Dẫu biết rằng những chiếc laptop đã được trang bị bàn phím đi kèm với máy, thế nhưng nhiều người dùng vẫn lựa chọn cho mình một chiếc bàn phím rời để kết nối với máy tính. Vì thế, ngày hôm nay Sửa chữa Laptop 24h.com sẽ đưa đến cho các bạn những lý do vì sao chúng ta nên dùng bàn phím rời và cách lựa chọn bàn phím rời như thế nào cho hợp lý. Năm lý do tại sao bạn nên dùng bàn phím rời. Đầu tiên, hành trình phím. Thực tế, hầu hết các bàn phím có sẵn của laptop đều có hành trình phím rất nông, chỉ khoảng 1mm. Với hành trình phím ngắn như vậy, người dùng sẽ cần phải dùng rất nhiều lực và mỗi khi nhấn đều sẽ phải đi hết độ sâu của phím. Điều này sẽ tác động đến các khớp ngón tay của bạn và dẫn đến các chấn thương lặp đi lặp lại. Với bàn phím ngoài có hành trình phím dài hơn, sẽ tạo thêm độ sâu vừa phải, bạn cũng không cần thiết phải chạm hết bàn phím mỗi khi nhập. Số 2. Tránh di chuyển trackpad. Khi sử dụng laptop, không lạ gì khi bạn thường xuyên vô tình di chuyển con trỏ chuột mỗi khi tay bạn vô tình chạm vào trackpad trong quá trình nhập liệu. Điều này sẽ gây phiền toái khi bạn cần di chuyển con trỏ hoặc tắt cửa sổ vô tình nhấn vào. Với bàn phím ngoài, bạn sẽ không phải lo vuốt tay vào trackpad mỗi khi nhập liệu, không làm gián đoạn công việc của bạn. Điều thứ 3. Bảo vệ sức khỏe. Khi sử dụng bàn phím ngoài, bạn có thể thoải mái đặt laptop ở vị trí cao hay xa hơn so với khi sử dụng bàn phím tích hợp trên laptop. Có nghĩa, bạn có thể ngồi tư thế và khoảng cách phù hợp để tránh mỏi mắt và cổ khi làm việc. Khoảng cách hợp lý nhất là từ mắt của bạn đến màn hình là một sải tay, vừa đủ để giúp bạn đọc rõ ràng và cũng đủ để tránh xa mỏi mắt. Bạn cũng nên đặt màn hình ở ngang tầm mắt để tránh phải cúi đầu xuống để nhìn. Rõ ràng, bạn sẽ khó có thể làm được điều này khi sử dụng bàn phím của laptop. Điều thứ 4, trải nghiệm đánh máy. Trải nghiệm với bàn phím rời luôn tốt và linh hoạt hơn so với bàn phím laptop. Với bàn phím ngoài, bạn có thể lựa chọn kích cỡ bàn phím phù hợp, sửa đổi keycap hay thậm chí là trang bị đèn để làm việc trong bóng tối dễ hơn. Còn với bàn phím có sẵn trên laptop thì tất cả đã là cố định. Bạn sẽ không thể sửa đổi gì cả. Thậm chí, việc sửa chữa thay bàn phím laptop cũng khó khăn nếu máy tính của bạn thuộc đời cũ và có ít linh kiện thay thế. Điều thứ 5, độ bền của bàn phím rời cao hơn. Cấu tạo của bàn phím rời với thiết kế lò xo thẳng giúp các bàn phím có độ nảy cao khi gõ, từ đó hạn chế các lỗi bàn phím laptop bị kẹt, liệt phổ biến. Đây là một trong những ưu điểm vượt trội của bàn phím rời so với các bàn phím laptop thông thường. Bên cạnh đó, các phím laptop thường bị mờ hay sáng bóng do thường xuyên bị mài mòn trong quá trình sử dụng. Điều này không ảnh hưởng đến các chức năng của bàn phím, nhưng nó sẽ kém hấp dẫn nếu bạn muốn bán laptop đi. Nếu còn đang băn khoăn không biết chọn loại bàn phím rời nào, thì bạn có thể tham khảo những ưu điểm, nhược điểm của bàn phím rời có dây và không dây ở phía dưới đây nhé. Loại bàn phím rời có dây là loại bàn phím đang được nhiều người sử dụng hiện nay bởi vì nó có một đầu dây thiết kế giống như USB cắm trực tiếp vào laptop để sử dụng. Ưu điểm: dễ sử dụng, bền, kết nối ổn định, nhiều mức giá phù hợp với nhiều người dùng. Nhược điểm: chỉ có thể được sử dụng cho một thiết bị tại một thời điểm, khó kết nối với máy tính bảng, điện thoại. Thứ hai, đó chính là loại bàn phím rời không dây. Loại bàn phím này đang được người dùng đón nhận và ưa chuộng bởi sự tiện lợi và thiết kế nhỏ gọn của sản phẩm. Ưu điểm của bàn phím rời không dây: có thể kết nối với nhiều thiết bị cùng một lúc, kết nối dễ dàng với các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại, TV. Nhược điểm: phụ thuộc vào pin, giá thành sẽ cao hơn so với bàn phím dây, đôi khi kết nối không ổn định. Tiếp theo, phân loại bàn phím theo thiết kế. Đầu tiên chúng ta nhắc tới bàn phím giả cơ. Về cơ bản thì bàn phím giả cơ có cấu tạo giống như bàn phím cao su. Tùy vào hãng sản xuất, tùy vào loại bàn phím sẽ được thêm bớt các chức năng và thành phần. Ưu điểm của bàn phím giả cơ: độ nhạy cao, không dính chữ khi gõ, mang lại tốc độ gõ phím nhanh và nhẹ hơn. Ở lớp cao su giữa được trang bị thêm các switch như phím cơ. Nhược điểm: độ ồn của phím có thể gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Và loại thứ hai là bàn phím cơ. Đây là loại bàn phím được dân IT, gamer và nhiều người dùng sử dụng với tần suất cao. Bàn phím cơ có ưu điểm độ nhạy và độ bền cao. Dưới mỗi phím được trang bị lò xo với độ nảy cao, hạn chế kẹt và liệt phím. Tuổi thọ dài hơn với khoảng 30 đến 50 triệu lần nhấn phím. Về nhược điểm, âm thanh khi gõ to hơn các loại bàn phím khác và giá thành cao. Và trên đây, Sửa chữa Laptop 24h.com đã cùng bạn tìm hiểu tất cả những thông tin về bàn phím rời trên laptop.
Còn những câu hỏi gì nữa các bạn hãy đặt ở phía dưới phần comment, mình sẽ trả lời các bạn trong video tiếp theo. Hoặc các bạn có thể liên hệ đến số hotline 1800 6024 để được tư vấn nhanh nhất.